Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6. Trong đó ngày 26 tháng 6 làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và 28 tháng 6 tổ chức coi thi, ngày 29 tháng 6 dự phòng, thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh